Hello các bác, chào mừng các bác trở lại kênh ChaLPT Nhật Đức. Hôm nay mình review cho các bác qua một chiếc siêu xe, làm một số đồ nhẹ nhàng ở phụ tùng ô tô Nhật Đức. Đây nha, cái này là cái mang cá các bác này. Là chân kính dòng xe này thì đồ chơi nó không có phong phú nhiều, thế nên thành ra là chủ nhân đã khéo léo sáng tạo đưa một số đây thảm táp lô các bác này, đầu DVD này, trần 6D này, đây các bác nhé. Mình ở đây, chủ nhân rất sáng tạo đưa một số những điểm nhấn chi tiết vào chiếc xe này. Đấy, đây là toàn bộ cái này là họ sẽ dán các bác nhé, không phải là mạ chrome hay là đồ ốp đâu. Đây, đôi vành, vành trước đây. Và đây các bác này, đây là cái ốp 3D sốc. Đây là cùng dán luôn các bác nhé, không phải bằng inox. Có một số bác thì mua inox nhưng có một số thì quá thì dán, đây là dán hết các bác này. Đây cái gương này là bị tại sao bị biết biết này không? Cái là bị rửa bằng nước giếng khoan các bác này. Đấy, cần gạt mưa, bit cam vali. Đấy, xi nhan led. Mang cá chụp mây ơi trước đấy. Chiếc xe này tổng thể thì chủ nhân đã sáng tạo đưa rất nhiều đồ chơi dán xe vào. Đấy, có thể không? Đây mình bật xi nhan cho các bác xem nhé, xi nhan led này, xi nhan led luôn này. Đấy, đây mình quay review các bác xem như này. Đây còn đây là cửa hàng mình đây, bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại đây. Anh đi nhá, anh đi nhá.